Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của channel Bán Linh Kiện.vn. Chương mục news số 81, chuỗi video cập nhật những sản phẩm mới nhất và hot nhất trong tuần vừa có mặt tại Bán Linh Kiện. Mở đầu video sản phẩm mới tuần này là tay nấu thiếc 160W. Sản phẩm này dùng để nấu thiếc, nấu các loại thiếc cũ dư thừa trong quá trình hàn linh kiện. Có một kích thước rất nhỏ gọn và tiện dụng, để năng hoạt động là 220V AC với công suất là 160W và có điều chỉnh nhiệt độ. Và sản phẩm tiếp theo là webcam USB 2.0 Microsoft Livecam. Webcam này sử dụng cảm biến CMOS, tỷ lệ khung hình tối đa là 30 hình trên 1 giây và hỗ trợ màn ảnh rộng với tỷ lệ là 16:9, giúp chúng ta trải nghiệm video được thoải mái hơn. Với giao diện kết nối là USB 2.0 được tích hợp microphone và trình điều khiển là Microsoft Livecam, được tích hợp driver phiên bản 3.6, chiều dài cáp là 1.5m và hệ điều hành thích hợp là từ WinXP đến Win 8. Và tiếp theo là module SIM 5320E full mạch. Module SIM 5320E được kết hợp với anten GPS và được phát triển cho kit Arduino và có tất cả các tính năng của module SIM thông thường như Carphone, SMS, 3G, kết nối và gửi dữ liệu với máy chủ. Giao diện USB có thể kết nối trực tiếp với máy tính gỡ lỗi và được ứng dụng cho các dự án điều khiển qua SMS, truyền nhận dữ liệu tới server với điện áp hoạt động là 5V 1A. Giao tiếp nối tiếp TTL cấp nguồn cho bộ chuyển đổi mức logic 5V hoặc 3.3V tùy thuộc vào bộ logic TTL của MCU và có thể giao tiếp qua I2C, module đi kèm anten GPS với điện áp là 2.7V đến 5V và có tần số là 1575MHz. Giao diện thẻ SIM là giao diện ngăn kéo và có đèn LED báo trạng thái hoạt động module. Và tiếp theo là cảm biến siêu âm chống thấm nước GSN, có chức năng chính là dùng để đo khoảng cách mức nước, đầu đo có thể dùng trong môi trường ẩm ướt. Khoảng cách đo là từ 25 đến 250cm, điện năng hoạt động là 5V DC với dòng tĩnh là 5mA, tổng công suất khi làm việc là 30mA và tần số phát âm là 40kHz. Kích thước của module là 41mm x 28.5mm, có độ phân giải là khoảng 0.5cm và nhiệt độ lưu trữ là từ âm 20 độ đến 80 độ C. Tiếp theo là mạch quạt Mitsubishi treo tường. Mạch này thì dùng để thay thế cho những mạch quạt cây LV16R Mitsubishi. Mạch có 2 lớp phíp FR4 chất lượng tốt nhất với đầy đủ các tính năng như 3 số, tốc năng điện, gió thoảng 3 cấp độ, gió thoảng đi ngủ để bảo vệ sức khỏe và hẹn giờ tối đa là 8 tiếng. Tiếp theo là khung robot người RB550. Khung robot này là phiên bản cải tiến của robot DOF Humanoid, được tăng các khớp chi trên giúp cho các hoạt động động tác robot đa dạng hơn, được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu, giảng dạy và làm demo cho các khóa học thực hành. Bộ khung bao gồm 8 khung đa chức năng, 2 khung dài chữ U, 4 khung ngắn chữ U, 2 big foot, 1 bộ vít hoàn chỉnh, 8 động cơ servo, 8 đĩa động cơ và một số khung chữ U khác. Tiếp theo là kit Zigbee CC2530. Đây là một bộ kit phát triển trên nền chip SoC CC2530, giao tiếp qua RF 2.4GHz, được thiết kế nhỏ gọn, thích hợp cho công việc học tập và nghiên cứu. Bộ kit này sử dụng IC CC2530 và IC giao tiếp với máy tính là CB2102. Điện áp hoạt động là 5V DC, cổng giao tiếp là USB-AB. Về tài liệu về mạch cũng như phần mềm đã được tích hợp trong đĩa CD. Các bạn quan tâm về sản phẩm này, hãy click theo link mình để dưới video để biết thêm chi tiết nhé. Và tiếp theo là kit NRF9610DK, là bộ công cụ phát triển với một mức giá cả phải chăng, được chứng nhận trước để đánh giá và phát triển trên kit RF9610 chip IoT. Nó có anten chuyên dụng cho GPS, đầu nối RF SVKF có sẵn cho tất cả các anten. Tất cả các chân GPIO và giao diện SPI đều có sẵn thông qua các đầu nối và bộ kit này tương thích với kit Arduino Uno R3, có nghĩa là nó có thể dễ dàng giao tiếp với các lá chắn thiết bị bên ngoài, có đèn LED lập trình người dùng và công tắc để dễ dàng cung cấp đầu vào và nhận đầu ra, có cả cây cắm thẻ SIM 4FF và SIM MFF2 để hỗ trợ cả SIM cắm và hàn, lập trình và gỡ lỗi được kích hoạt thông qua Z-Link và bộ kit này còn có thể dễ dàng được kết nối với các giải pháp đám mây. Công cụ NRF Link Monitor cung cấp và giao diện lệnh AT cho phép bạn kiểm tra liên kết của mình và trích xuất thông tin về mạng. Và phần cứng của bộ phát triển RF9610 hiện đang được sản xuất để phù hợp với các cảm biến đầu cuối đầy đủ để phát triển đám mây. Và cuối cùng là sản phẩm hot của video sản phẩm mới tuần này là bộ DIY tay hàn T12 HD Kit. Bộ DIY tay hàn T12 HD Kit đang là sản phẩm khá hot thời gian vừa qua với tất cả các linh kiện đều ở dạng rời. Và bộ DIY này chỉ bao gồm tay hàn mà chưa có kèm chạm hàn các bạn nhé. Bao gồm một vỏ tay hàn, một jack kết nối 4 chân, một dây kết nối, một đầu mối hàn T12 và một vài linh kiện như trở và tụ. Tay hàn T12 hiện nay đang là loại bình dân và gia nhiệt ổn định nhanh, hàn được các mối hàn to cũng như giảm được nhiệt độ để hàn các mối hàn nhỏ. Nguồn điện sử dụng là 12 đến 24V DC
với dòng là trong khoảng 3A và mức nhiệt độ có thể điều chỉnh là từ 200 độ đến 450 độ. Tay hàn T12 có khả năng cho ra nhiệt cực nhanh, chỉ mất khoảng 6 giây để ra nhiệt từ nhiệt độ môi trường lên 350 độ, và mối hàn có khả năng giữ nhiệt và bù nhiệt cực tốt. Và có một lưu ý là đối với tay hàn T12 này là các bạn không nên cấp ngược chiều nguồn điện nhé. Và trên đây là video sản phẩm mới số 81 của channel bán linh kiện.vn. Các bạn thấy các sản phẩm này như thế nào? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Và nếu các bạn muốn đặt mua sản phẩm nào, hãy click vào link sản phẩm mình để dưới video. Hoặc các bạn cũng có thể comment số điện thoại xuống bên dưới video này, bên mình sẽ chủ động liên hệ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.